ta còn dối nhau, làm sao tìm được niềm vui? Ta còn dối nhau, làm sao đi chung một đường? Đã gọi thủy chung sao còn để lối sang đó? Thật lòng với nhau, cớ chi gieo đầu lòng nhau? Hứa nhiều làm chi, để rồi ngoan mặt làm ngơ. Cho nhiều ước mơ, để rồi xua tan hy vọng. Đau càng đau thêm. À dạ, mến thưa quý vị, thì hiện tại em đang trong không gian bếp rất là quen thuộc của Thư viện Minh Đạo quý vị ha. Dạ, quý vị có thể thấy đó là một ngày buổi sáng thứ hai đầu tuần, dù thời tiết không có chiều lòng người, mưa bão do ảnh hưởng của cơn bão Trà My ha quý vị ha. Nhưng mà hiện tại không gian bếp tại Thư viện Minh Đạo thực sự đang rất là đông vui. Mọi người cùng cô chú Phật tử thân thiết của thầy đã ngày hôm nay ha, đã không quản ngại thời tiết cũng như đường xá đã ghé lại tu viện để làm những món ăn thực sự rất là hấp dẫn, rất là ngon để phục vụ cho quý Phật tử đến tu viện ngày hôm nay cũng như là các chú tiểu quý vị ha. Rồi hôm nay em sẽ gửi đến quý vị một cái video các cô chú ghé lại tu viện nấu những món ăn rất rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì hãy cùng em bước vào trong xem hôm nay các cô chú sẽ làm những món nào quý vị nha. Các cô chú là ở nhóm từ thiện Thanh Liên. Dạ, nhóm từ thiện Thanh Liên thì cũng đã gửi cho quý vị một vài video vào cái đợt gửi Vu Lan vừa rồi ha. Nhóm từ thiện Thanh Liên là do chính thầy Minh Đạo đặt tên luôn nhé quý vị ạ. Nhóm cũng đã theo thầy thời gian ngót nghét cũng rất là lâu rồi. Hôm nay thì các cô chú anh chị đã ghé lại tu viện rất là sớm để làm những món ăn mà thực sự quý vị ơi, quá là hấp dẫn và quá là ngon quý vị ạ. Dạ, tại đây thì 10 giờ sáng mà các cô chú đã làm được những cái món như thế này rồi quý vị nè. Gần như hoàn thành rất là nhiều món rồi. Dạ, em thấy đây là có món đậu hũ. Sau đó đây là món gỏi cuốn là quý vị, tất cả là món chay hết nha. Rồi, cái tô kia đó là cái tô bò la ru chay, tại vì em nhìn thấy anh chung với bánh mì quý vị. Rồi, bên kia là canh chua. Và đây là bún gạo xào. Và wow, coi như là một cái mâm cỗ, một bữa tiệc chay luôn quý vị. Rất là nhiều món ha, chắc là phải đến 5-6 món quý vị ạ. Quý vị có thể thấy hiện tại là chỉ mới hoàn thành một vài món thôi, nhưng cô chú đã bày biện lên nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn rồi ạ. Gọi cuốn chay thì em thấy sẽ ăn chung với đây là chắc là tương. Rồi, mình sẽ quay qua bên này nha quý vị, để quay cho quý vị những món mà cô chú đang làm luôn ạ. Dạ đây. Cô ơi, cho con hỏi mình đang làm món gì vậy cô? Đây là bún gạo xào rau củ. Trời ơi, nãy giờ con tìm cô không thấy. Chào. Dạ vâng, chào quý vị ơi, cô Liên ạ, nhóm từ thiện Thanh Liên. Cái này là bún gạo xào hả cô? Bún gạo. Dạ. Gạo rau củ. Wow. Vâng ạ, canh chua. Dạ, con xuống giờ này mà cô đã làm gần như là gần xong hết rồi cô ha. Dạ. Cũng hên thời tiết hôm nay không có mưa lớn cô nhỉ, không có mưa to. Dạ, vâng. Nhưng mà mọi người vẫn đi đúng thời gian, đúng lịch trình hết. Dạ. Vâng. Cúng cây tăng hả, trời ơi, mưa quá là mưa bão rồi mà cũng vẫn phải đi. Dạ. Hồi xưa cũng tới cúng đủ 100 vị rồi, mới bữa thứ 2 tuần trước. Vâng ạ. Vâng, 100 vị thứ 2 tuần trước cúng chay tăng ạ. Dạ. Dạ. Thả ba xong vĩnh quẹo vô. À, ngay nhà thờ xong vĩnh quẹo vô. Dạ. Giang luôn lên phụ đi chỗ mới giang. Hôm nay là mình làm bao nhiêu món vậy cô Liên? Ba món.
ba món. Muối sả, canh chua, ngó sen dưới đây cái này. Dạ. Với chè là 4 món. Con gọi cuốn à? Gọi cuốn là bên cái nhóm kia. À vâng ạ. À, hôm nay là hai nhóm. Hôm nay là hai nhóm cô chú Phật tử làm quý vị ạ. Có cái này của cô, cái này. Vâng. Canh chua với ta món chè. Dạ, lúc nào thì cô cũng lúc nào cô cũng có cái món chè đó quý vị. Chè mà lần trước Dương cũng quay cho quý vị một vài lần, chè bảy màu, gọi là chè theo cái y phấn tạ của sư Minh Tuệ đó quý vị. Hôm nay thì cô nhóm cô Liên cũng nấu lại cái món đó tiếp quý vị ha. Cái nồi chè của mình nó tâm sôi rồi, bỏ ra dưới này bỏ đường, chè ngũ vị. Đúng rồi. Chè bát tiên có 8 màu. À 8 màu hồi cô. Bà cô có nói dở là chè sư Minh Tuệ, nó kêu chè đi bộ. Vâng, hôm bữa con nói là chè theo y phấn tạo đó cô. Dạ. Khi vậy mà mở ra. Dạ. Gì? Dạ. Giò không được. Nè đem vậy. Nè, đầy được không? Nửa chế thao nó bự này, thao này chứ. Cái thao bự hơn cái thao này. Trời. Bao tay đi còn cái này. À dạ đây thì em thấy là các cô đang bỏ đường phèn nè quý vị. Đường phèn với lá dứa ha. Để làm chè. Dạ đây chú đang trộn bún gạo sàn nè quý vị, đó hấp dẫn quá, hấp dẫn luôn á. Cái này chắc mấy ký lận thằng cô Liên ha, bún của cô. Dạ dạ vâng. Ồ trời ơi, đơn 50 ký đậu hũ luôn quý vị. Dạ bún ít nhưng mà topping thì nhiều. Dạ. Đó, có đổ nguyên một thau luôn. À, cải và cà rốt. Mà giờ trộn đều lên quý vị ha. Đây là những cái phần đậu hũ chiên xạ các cô chú đã làm xong từ rất là sớm luôn. Quá là hấp dẫn quý vị ạ. À dạ rồi ha, thì em xin gửi đến quý vị những cái món tiếp theo của các cô nhóm khác, các chị nhóm khác nè. Dạ không biết hôm nay là mình làm những món gì vậy cô ạ? Bánh bèo. Bánh bèo. Dạ, bánh bèo với lẩu đúng không cô? Đây, bánh bèo. Wow. Trời ơi, các cô làm từ mấy giờ mà hôm nay con thấy đã hoàn thành rồi cô? Mẹ cô làm thì ngay qua. Ồ, giọng cô chắc là Huế hả cô? Vâng, hèn gì các cô người Huế mà làm bánh bèo thì khỏi nói rồi. Đây, đây là những cái phần các cô đang làm nè quý vị. Bánh bèo. Ồ, con thấy cái món này giống cái hôm lễ Vu Lan quá ta. À, dạ đây là cái cô làm lẩu. Lẩu này lẩu nấm hả cô? Dạ bên này là các cô đã làm ra những cái dĩa rau nè. Đây là nấm thì em thấy có nấm kim châm, rồi có nấm đông cô, có nấm đùi gà, rồi nấm rơm đó quý vị. Đó, rất là nhiều loại nấm ha. Kèm theo đó là hành tây, cà chua. Còn đây là những cái dĩa rau nè. Rất là tươi ngon luôn quý vị. Rất là hấp dẫn luôn ha. Từ cải thảo cho đến rau cần ô, rồi mùng tơi. Rất là nhiều loại rau. Các cô làm như là một cái bữa tiệc buffet chay luôn đó quý vị. Gợi nhớ lại cái hôm Vu Lan cách đây gần 2 tháng quý vị ha. Rất lâu rồi thì tu viện Minh Đạo có nhiều cô chú Phật tử ghé để làm những món ăn vào cùng một thời điểm như thế này. Đó. Hôm nay thì hình như là đến 2-3 nhóm các cô chú ghé lại lận quý vị. Mọi người ai cũng rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ ha.
Wow, thơm quá. Bữa giờ đi về có rảnh không? Dạ. Cuối đầu làm đây. Cô chú đi từ đi làm là cũng hết thời gian luôn cô ha. Chuẩn bị về nhà phát 600-700 phần. Ở đâu lận cô? Nhà cô Phạm Thái. À, Phạm Thái Vũng Tàu. Xuống không? Dạ. Mùng 1. Mùng 1 rằm. Mùng 1 ngày đầu tháng ạ. À. Ngày 29 là làm. Dạ. Mình phát là mình phát vòng vòng mình phát vòng vòng dưới Vũng Tàu mình luôn hả cô? Ta tới tận nhà ta lấy luôn. À tận nhà luôn. Vô ngay nhà cô. À vâng. Nhà cô có ở đằng sau nhà là có cái hẻm lớn người ta đi vô luôn. À. Mấy bữa trước có đem ra trước đồn qua phường 7 đứng cái hẻm nhà mình vô ngay đồn. Vâng. Vừa khỏi cần ra hẻm luôn. Dạ. Một tháng cô làm bao nhiêu lần hay là lâu lâu cô làm cô? Hai lần. Dạ. Thì mấy em là nhà dạ. Cô. Dạ. Thầy sướng, thầy sướng, thầy sướng quý vị ơi. Thầy xuống, thầy xuống, thầy xuống. Mà lấy lá nhiều đấy. Mi. Con chào thầy. Dạ. Chụp cho thầy đi Kiều. Dạ, mấy cô đưa con điện thoại con chụp cho. Dạ. Dạ con chụp nha. Dạ đăng vâng ạ. Dạ đây bé này chụp. Ê cô nhìn đi con nha. 2 3. Dạ. À chúng. 2 3. Dạ rồi. Đừng qua chụp nhóm hoa sen xanh nhé. Và dạ dạ chị đi điện thoại cho em chụp giùm cho chị mấy chụp đây đây quá wow, rồi quá đẹp luôn quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp luôn thầy cầm luôn rồi thầy à rồi mấy cô nhìn đây nha 2 3 dạ tắm nữa ạ 2 3 dạ rồi dạ nó mất theo rồi chị ra ô sao mấy thầy hàng nó xuống nhỏ này chui đâu chui đâu bây giờ đi đâu vậy các bạn cứ vô đây em ngồi cho em không cần dơ đâu nè dạ rồi nhìn đây ạ 2 3 cười tươi lên mấy cô ơi anh từ nha chụp cho tin cả nha dạ đây mấy cô dạ xong dạ chưa 2 3 cô ơi hôm nay dành bếp quá là ấm cúng luôn quý vị dù thời tiết ha lạnh lẽo nhưng mà rất ấm cúng dạ hiện tại thì em thấy các cô đã làm xong gần như là các món của ngày hôm nay á quý vị các cô đã đang múc ra những dĩa này quý vị cũng sắp đến giờ trưa rồi ạ thì đang chuẩn bị để cho thầy cũng như là các chú tiểu và quý cô chú Phật tử mà có ghé đến chùa ngày hôm nay ha được dùng một bữa trưa thực sự rất là ngon rất là ý nghĩa luôn ạ. Hôm nay thì tại tu viện Minh Đạo ha có rất là nhiều các sự kiện vui cũng có những cái đoàn của các anh chị nghệ sĩ showbiz cũng ghé lại tu viện trong ngày hôm nay rồi sự kiện là có cô đoàn Phật tử ha rất 2-3 đoàn các cô đến đây nấu rất là nhiều món để phục vụ cho mọi người. Thứ ba là hôm nay thầy cũng có chia sẻ những cái cảm nghĩ, những cảm nhận và những cái lời mà thầy muốn nói đến các anh em YouTuber cũng như là các nhà sáng tạo nội dung đã và đang quan tâm cũng như là gửi đến quý khán giả những hình ảnh về tu viện Minh Đạo từ
thời điểm mà thầy gặp nạn đến bây giờ quý vị ha. Đó, thì đó hôm nay là có những cái sự kiện mà em thực sự cũng rất là may mắn được gửi đến quý vị trong những cái video, không chỉ video này còn một hai video tiếp theo, thì mời quý vị tiếp tục và đón xem những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, một ngày mà dù thời tiết không ủng hộ, không chiều lòng người, nhưng mà ở tu viện Minh Đạo rất là ấm cúng, rất là đầy tình người nha quý vị. Dạ, đây là món canh chua đây ạ. Canh chua bông súng. Canh chua bông súng. Ừ đúng rồi, canh chua. Canh chua bông súng ạ. Đây. Có ngó sen, có nấm, cà chua. Rất là ngon luôn quý vị ha. Còn bên này là một nồi la rô mà các cô cũng đã múc bớt một phần đi rồi quý vị ạ. Đó, bò la rô. Cho em xin phép em múc lên một xíu nha quý vị. Nhẹ nhàng thôi ha. Nó rất là hấp dẫn luôn. Chả chay nè. Rồi tàu hú kỳ nè. Rồi nấm đông cô. Cà rốt ha. Đó, bò lát nữa quý vị. Đó, rất là hấp dẫn luôn quý vị. Wow. Một cái nồi la rô chay ha. Rất là hấp dẫn, rất là nhiều màu sắc luôn. Bên này là các cô đang chuẩn bị cái món cuối cùng, đó là món tráng miệng, là món chè. Đây, chè 8 màu của các cô. Thấy màu đẹp không? Dạ, đẹp cơ lên. Cô giới thiệu lại cho con đi cô, cho khán giả nào bữa chưa coi video được hôm nay biết nè cô. Dạ. Màu gấc. Màu gấc. Màu trắng. Màu bí đỏ, dạ. Màu lá dứa. Cái này là màu cam, màu gì? Cam sữa. Màu cam sữa, lá dứa nữa. Màu là màu gấc. Còn một ít dính nồi đó, mình nấu ra màu cam sữa. Dạ. Đó. Lá dứa, bí. Rất màu đỏ đậm. Vâng, à. Tất cả là mình làm từ nguyên liệu tự nhiên hết cô ha, không có dùng phẩm màu hết á. Vâng, dùng đường cũng là dùng đường phèn. Vâng ạ, đây thanh long mà chưa luộc nha quý vị. Hoa đậu biếc nè. Dạ, hoa đậu biếc nữa. Đó. Các cô. Cái gì là phẩm màu. Dạ. Còn dùng mà dùng đường phèn nhưng không dùng đường cát luôn cô ha. Vâng. Đường phèn là lá dứa, nó lá dứa tươi luôn á. Dạ. Con ăn hai lần rồi. Hai lần à? Dạ vâng, hôm bữa ở Vu Lan là một trong bữa cô cho con là hai. À, ngon, ngon cô. Bữa đi Ngọc Phật nấu đó. Dạ. Bữa đó 100 vị. Mưa bán nhưng mà đủ 100 vị, không thiếu vị gì. Vâng. Nên mình dạ. Cái này là các cô phải luộc lên cô ha. Đúng luộc rồi. Xong rồi trụng nước, nước lạnh. Rửa lại. Dạ. Bên kia là nước dừa hả cô? Bên kia là nước dừa, nước đường. Đây là nước dừa nấu đậu xanh. Dạ. Nấm tuyết. Dưa nấm tuyết. Chết luôn. Nó đang đỏ rồi. Hai nồi chè hả? Còn cái này chờ xong rồi mới bỏ vô. Bỏ vô cái cho nước cốt dừa vô. À vâng ạ. À. Dừa đi hai nhớ. Cần nữa, cần gần nữa. Nhớ, để lắc quên. Gói bỏ rừng để làm hết không? Đúng rồi, có gần, có gần nè. Lát nữa đẹp rồi, lấy cái này, lát này xong rồi. Dạ, vâng chú ạ. À. Còn một màu. 7 vị hay 8 vị? 7-8 vị gì đó. Tuy ngay. À, dạ quý vị ơi, thì bây giờ em đang ở khu vực mà hồi trước ha, thầy cũng như các chú tiểu hay dùng bữa trưa. Thì hôm nay sắp đến giờ trưa ha, những món ăn cũng đã gần hoàn thành. Thì các bạn đã bày lên trên trên bàn như thế này quý vị ha. Đó, một một phần như thế này ha. Một bàn có nghĩa là bao gồm có những món như là đậu hũ chiên sả ớt nè, có gỏi cuốn nè, có bún gạo xào, rau củ, rồi bò la ru. Và cái món cuối cùng đó là canh chua bông súng. Đó quý vị, 5 món quý vị nha. 1, 2, 3, 4, 5. Giống như là một bàn tiệc vậy đó quý vị ạ. À. Đây, rất là nhiều bàn. Những phần như thế này đang được chuẩn bị lên cho ngày hôm nay. À dạ, mến thưa quý vị ha. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ 30 phút trưa rồi. Thì em thấy là các cô chú cũng như các anh chị và các chú tiểu tại tu viện Minh Đạo ha, đã chuẩn bị xong những cái phần ăn chay trưa ngày hôm nay để dành tặng cũng như là mời các anh chị nghệ sĩ cũng như là các cô chú Phật tử ghé đến tu viện ngày hôm nay ha. Tu viện ngày hôm nay thực sự có rất là nhiều
cái sự kiện vui, rất là không biết hữu duyên hay sao mà hôm nay tập trung rất là đông mọi người ghé đến đây, không những là các cô chú Phật tử thân thiết của thầy, còn có các anh các bạn YouTuber và các anh chị nghệ sĩ, kèm theo đó là những anh chị Phật tử ở Sài Gòn, ở Đồng Nai, ở Vũng Tàu cũng ghé đến quý vị ha. Dạ, đây là những cái phần đồ chay, những món ăn chay rất là nhiều tình cảm mà các cô chú Phật tử thân thiết của thầy đã làm trong ngày hôm nay để gửi đến mọi người. Thời tiết thì đến bây giờ không có mưa, thực sự rất là mát mẻ luôn quý vị ạ. Quý vị có thấy em đi một dọc hết các khu vực, những cái bàn ăn để gửi đến quý vị cái không khí của một ngày rất là vui của tu viện hôm nay ạ. Dạ mến thưa quý vị ha, thì hiện tại cũng đã đến giờ trưa rồi ha, thì quý vị đang thấy trên màn hình đó là khu vực mà trước kia ha thầy cũng như là các chú tiểu hay dùng bữa ngọ tại đây. Thì hôm nay thực sự là một ngày quá là đông vui, rất là đông vui quý vị ạ. Có lẽ rất là lâu rồi quý vị, từ cái ngày Vu Lan đến bây giờ ha, thì hôm nay em mới cảm nhận được tu viện Minh Đạo có rất là nhiều mọi người ghé đến như thế này. Món ăn thì các cô ba đoàn các cô Phật tử thân thiết của thầy đã chuẩn bị cho mọi người quý Phật tử cũng như là các anh chị nghệ sĩ và những người YouTuber tụi em ha, rất là thịnh soạn, rất là đầy tình thương luôn quý vị ạ. Ok. Rồi bây giờ thì Dương xin mời quý vị dùng bữa trưa với tụi em nhé. Rất là đông vui luôn ạ.